Thưa quý vị, nằm trong bộ sách Tiếng Việt giàu đẹp, nhà xuất bản Trẻ giới thiệu đến độc giả tựa sách mới với tên gọi là Tình ca tiếng nước ta của tác giả nhà báo Dương Thành Truyền. Trong Tình ca tiếng nước ta, truyền đi thông điệp về sự giàu đẹp và sức sống mạnh mẽ của tiếng Việt, trong đó tiếng Việt có sự đóng góp của mỗi người. Và từ những câu chuyện về tiếng Việt được chia sẻ, người đọc sẽ thấy ngập tràn trong lòng mình một tình yêu sâu đậm dành cho tiếng mẹ đẻ, tiếng nói của quê hương, tiếng nói của dân tộc, tiếng nói của lịch sử. Và bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời của chương trình Việt Nam ngày mới hôm nay, nhà báo Dương Thành Truyền. Trong lời tựa về Tình ca tiếng nước ta, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Dân đã viết: trước mắt các bạn là một kính vạn hoa lấp lánh, huyền ảo, kỳ thú về tiếng Việt. Tình ca tiếng nước ta của tác giả Dương Thành Truyền gồm hai phần: Riêng một góc trời và Biên bản từ cuộc sống. Nếu như phần 1 là nguồn tham khảo hữu ích lâu dài đối với người muốn tìm hiểu tiếng Việt qua văn bản xưa, thì phần 2 là một lát cắt tươi mới, sống động của ngôn ngữ thời nay được tác giả sưu tầm. Tác giả quan sát và ghi chép lại những phát hiện về cách dùng và chơi với tiếng Việt với tâm thế cởi mở, đặt ngôn ngữ trong sự phát triển nhanh chóng của cuộc sống và giao lưu văn hóa đa chiều, giúp bạn đọc hiểu thêm không chỉ về ngôn ngữ mà còn cung cấp nhiều thông tin về nhiều chủ đề trong cuộc sống. Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam ngày mới sáng nay. Hôm nay chúng ta nói về câu chuyện tiếng Việt, về bản tình ca tiếng nước ta cùng với nhà báo Dương Thành Truyền, khách mời của chương trình. Xin được chào nhà báo Dương Thành Truyền ạ. Xin chào bạn Phương Thảo, xin chào quý vị khán giả của truyền hình Quốc hội. Cho Phương Thảo hỏi là cái cơ duyên để mà mình viết tình ca tiếng nước ta thì nó bắt đầu như thế nào ạ? Dạ thưa, tôi có một cái may mắn trong cuộc đời, đó là có được một cái tạm gọi là cảm xúc về tiếng Việt, nghe được một cái kiểu diễn đạt thú vị, đọc được một cái đoạn văn hay ấn tượng thì vui lắm, thích lắm, thậm chí nhiều lúc có thể gọi là hạnh phúc nữa. Và từ đó mới để tâm tìm hiểu nó, để tâm suy ngẫm về đó, rồi qua cuốn sách này mới chia sẻ cùng với lại bạn đọc của chúng ta. Vì tôi nghĩ là ngôn ngữ chính là văn hóa. Nhưng mà ngôn ngữ không chỉ là văn hóa của xã hội, của đất nước không đâu. Ngôn ngữ còn là văn hóa cá nhân. Ngôn ngữ nó gắn liền với lại cảm xúc, người ta gọi là trí tuệ cảm xúc. Tôi muốn chia sẻ những điều đó với lại tất cả người đọc của chúng ta. Với tình ca tiếng nước ta thì Phương Thảo thấy rằng là những bản tình ca tiếng nước ta có thể vang lên ở bất cứ nơi đâu, có thể được sáng tạo từ bất cứ nơi nào. Xin được mời nhà báo Dương Thành Truyền có thể chia sẻ thêm về cách mà chúng ta nhìn thấy được những điều đẹp đẽ từ những câu chuyện hết sức là đời thường như vậy. Nó diễn ra như thế nào? Dĩ nhiên trong thực tế cuộc sống đã có những cái ngôn ngữ trở thành cổ ngữ, ví dụ như là tiếng Hán cổ, ví dụ như là tiếng Latin. Nhưng ngôn ngữ chính là sinh ngữ. Sinh ngữ nó phát triển trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Cho nên ngoài những cái án văn chương thì chúng ta còn thấy được cái sức sống của một ngôn ngữ trong lời ăn tiếng nói thường ngày của tất cả chúng ta. Vì vậy trong tình ca tiếng nước ta thì bạn đọc có thể tìm thấy những câu chuyện khi mà chúng ta đi đánh cầu lông thì người ta ăn nói như thế nào, khi chơi đánh bài tiến lên người ta ăn nói như thế nào, rồi sôi nổi nhất là khi đi nhậu người ta ăn nói như thế nào, khi coi đá banh người Việt mình cảm xúc và bật lên những kiểu ăn nói làm sao. Nhưng điều quan trọng hơn là thế này: do hiện nay chúng ta có mạng xã hội, và chính là nhờ mạng xã hội, một cách diễn đạt, một cách ăn nói thú vị độc đáo, nó lại có cơ hội được lan tỏa, được chào đón, rồi được tiếp tục sử dụng. Ví dụ như là chuyện cám dỗ, mình phải cố giảm.
Tất cả mọi người chúng ta hiện nay đều có thể góp cho tiếng Việt chúng ta một cái sức sống đó. Giống như là dạo gần đây thì mọi người hay rộ lên một cái từ đó là phong bạc. Nhờ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố cái sao kê. Dạ. Nó đã hình thành một xu hướng dùng cái chữ là phong bạc. Thật ra chữ phong bạc trước đây cũng đã dùng, mặc dù là ít, và nó tương đương với phong màng. Dạ. Bây giờ thì chữ phong bạc được sử dụng, nó đã mang cái nét nghĩa là một lối sống phô trương, một lối sống khoe mẽ, sống không đúng với giá trị đích thực của mình. Và rõ ràng chúng ta thấy là chúng ta đều hoàn toàn có thể tham gia vào việc tạo ra lớp từ mới như vậy. Dù vậy thì nhiều người có đặt một cái câu hỏi rằng là liệu rằng những cái cách sáng tạo, cái cách sử dụng mới mẻ của người trẻ có làm mất đi vẻ đẹp vốn có của tiếng Việt hay không? Dạ. Ở đây chúng ta có hai điều phải tạm gọi là phân biệt. Vì thứ nhất là sẽ có những cái từ ngữ, sẽ có những kiểu diễn đạt nhanh chóng được bật thành xu hướng. Cũng có thể có những cái từ, những tổ hợp từ, những kiểu diễn đạt, sau đó nó cũng sẽ chết ngay. Vấn đề là xã hội chấp nhận nó, rồi sử dụng nó. Ví dụ như chúng ta thấy cái câu tiền nhiều để làm gì của một đại gia, nó đã trở thành một kiểu diễn đạt rồi. Và thậm chí từ câu đó người ta có thể sáng tạo thêm là tiền nhiều để làm gì, nhưng có người lại nói rằng là làm gì để nhiều tiền. Và cũng có người nói là tiền làm để gì nhiều, hãy sử dụng đi. Dạ. Thú vị không ạ? Dạ. Và như vậy thì chúng ta thấy là các bạn, trong đó có các bạn trẻ hôm nay, thì họ có một cái cơ hội là họ được gặp, được chạm, và đến lượt mình họ có thể tham gia, rồi tái tạo, rồi sáng tạo và làm ra những kiểu diễn đạt rất là phong phú, thú vị. Miễn là nó phù hợp với tâm thức văn hóa của người Việt và nó phù hợp với đặc điểm riêng có của tiếng Việt. Cuốn sách của chúng tôi cũng cố gắng là giúp cho bạn đọc chúng ta hiểu thêm về những cái đặc điểm riêng có đó. Và nếu chúng ta hiểu những đặc điểm riêng có đó thì đến lượt mình, chúng ta có thể sáng tạo. Cảm ơn nhà báo Dương Thành Truyền rất là nhiều bởi cuốn sách rất là thú vị, chia sẻ về tiếng Việt. Và đặc biệt cảm ơn nhà báo Dương Thành Truyền ngày hôm nay đã cùng có những chia sẻ với khán giả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Dạ, cảm ơn Phương Thảo. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt ạ.